Xin chào, kính chào quý bà con, quý anh chị, bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay là thứ 3 ngày 28 tháng 11 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm bếp cập nhật cơ sơ qua tình hình đất Thái vào buổi sáng sớm hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Cho quý bà con, quý của các anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình đất thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý chị, các bạn, thì tình hình giá mít Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá mít vẫn còn lên xuống và thay đổi rất là thất thường. Tạm thời thì mình xin cập nhật tình hình giá mít vào buổi sáng. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít dao động từ 22 ngàn, kem lớn là 20, kem nhì là 10 và mít kem 3 dao động từ 6 ngàn. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ dao động từ 3 ngàn. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mức giá dao động từ 23.000, kem đến là 21.000, kem nhì là 11.000, mức kem 3 dao động từ 7.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ giá dao động từ 3.000 đến 4.000 một ký. Còn ở khu vực Tiền Giang, khu vực Tiền Giang hiện nay, ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mức giá dao động từ 24.000, kem đến là 22, kem nhì là 12 và mức kem 3 dao động từ 8.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ giá dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng ký tại khu vực Tiền Giang. Mức giá khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dự mức. Còn tình giá mức ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mức giá dao động từ 14.000, kem lớn là 12.000 và mức kem nhỏ dao động từ 6.000. Chợ hiện nay tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ giá dao động từ 2.000 đến 3.000 một ký tại khu vực miền Đông. Còn khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mức giá dao động từ 13.000, kem lớn là từ 11.000 và mức kem nhỏ dao động từ 5.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ giá dao động từ 2.000. Ngoài ra thì tại tỉnh Thái cũng còn trên lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua trên lệch lên xuống như các diện mít là từ 500 đến 1.000, tùy theo từng nơi.